video hướng dẫn nấu ăn của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ làm món spaghetti carbonara siêu dễ dàng. Một chuẩn bị nguyên liệu: 200g spaghetti, 100g bacon hoặc pancetta, cắt lát, 2 quả lòng đỏ trứng gà, 50g phô mai Parmesan sẵn, vào nhỏ, 2-3 tép tỏi, băm nhỏ, tiêu, dầu olive và nước muối. 2. Luộc spaghetti. Đun nước sôi, thêm một ít muối và spaghetti. Luộc cho đến khi mềm mà vẫn còn hấp dẫn. Khi hoàn thành, lấy ra và để ráo nước. 3. Rán bacon. Trên một nồi nhỏ, rán bacon hoặc pancetta cho đến khi chúng trở nên giòn và đẹp màu.